Trong video này, ta muốn tập trung vào một vài phương pháp khác để phân tích đa thức thành nguyên tử và cụ thể ta muốn tập trung vào đa thức bậc 2 mà không nhận một là số bậc cao nhất. Ví dụ, nếu ta muốn phân tích 4x bình phương cộng 25x trừ 21, mỗi đa thức mà ta đã phân tích thành nhân tử trước đó đều có hệ số bậc 2 là 1 hoặc âm 1, trong khi ở đây là 4, đột nhiên ta có hệ số 4 ở đây. Hôm nay ta sẽ học một phương pháp gọi là phân tích bằng cách nhóm hàng tử. Nó hơi phức tạp hơn những gì mà ta đã học trước đó, nhưng nó là một mẹo rất là hay. Và đến một lúc nào đó ta sẽ không cần đến nó nữa khi học về công thức nghiệm bậc 2 vì công thức đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tóm lại nó như sau, giờ ta học cách làm mà đến cuối video ta sẽ giải thích tại sao nó lại hiệu quả. Giờ ta cần làm là nghĩ ra hai con số, hai con số A và B. Mà A nhân B sẽ bằng với 4 x 21. Vậy là A nhân B bằng với 4 x 21. 4 x 21 chính là bằng âm 84. Và cũng hai số đó A và B. Tổng A cộng B cần phải bằng 25. Địch bằng với lại 25. Làm rõ ra nhé. Đây là 25, vậy chúng cần bằng 25. Đây là 4 đây là 4, 4 nhân âm 21, đây là âm 21. Vậy hai số nào thỏa điều này? Ta phải nhìn vào cái ước số của âm 84 và ta thấy rằng một số phải là số dương và số còn lại sẽ là số âm. Bởi vì tích của chúng là một số âm. Bây giờ hãy nghĩ các cặp ước số khác nhau thỏa nó nhé. 4 và âm 21 nhìn có vẻ được, nhưng mà khi ta cộng chúng lại ta được âm 17. Mà nếu ta có âm 4 và 21 thì ta sẽ được là cộng 17, không được rồi. Thử một cặp khác nào. 1 và 84. Hiệu của chúng quá lớn, bởi vì bản chất người ta lấy hiệu của chúng khi ta cộng một số dương với một số âm cách nhau quá xa. Xem nào, có thể chọn 3. À không, đi nhanh quá rồi. 2 và 42. Một lần nữa cách nhau quá xa, 2 2 cộng 42 là 40. 2 cộng trừ 40 2 là chỉ -40. 3 xem nào. 84 chia cho 3. 84 chia cho 3. 3 là 84. 8 chia 4 là được 2, 2 nhân 3 là 6. 8 chia 6 là 2. À số 4 xuống. 24 chia cho 3 vừa đúng 8 lần. Như vậy là 3 và 28. 3 và 28. Và hãy nhớ rằng một trong hai số phải là số âm, vậy nên nếu ta có âm 3 cộng 28, ta sẽ được 25. Giờ ta đã chọn được hai số, nhưng nó không đơn giản như những bài toán trước. Những cái bài toán khi mà hệ số bậc 2 là 1 hoặc âm 1. Khi hệ số bậc 2 là 1 hoặc âm 1. Giờ ta cần làm là tách đơn thức ở giữa. Ngay đây, ta sẽ tách nó thành tách nó thành cộng 28x cộng 28x trừ 3x. Ta chỉ tách đơn thức đó thôi. Phần này chính là đơn thức đó. Và tất nhiên ta có âm 21 ở đó và ta có x 4 x bình phương ở đây. Bây giờ ta có thể thắc mắc tại sao ta để số 28 ở đây còn số trừ 3 lại đặt ở đó. Vì thực ra nó không quan trọng. Ta thấy là 3 hoặc âm 3 với lại 21 hoặc âm 21 Chúng đều có nhân tử chung với nhau. Cụ thể, chúng nhận 3 làm nhân tử chung. Và 28 với 4 cũng có nhân tử chung. Vậy ta nhóm 28 về phía số 4. Và bạn sẽ thấy ngay sau đây thôi. Nếu ta nhóm lại với nhau, phần bên này sẽ thành là 4x bình phương cộng 28x. Còn phần bên này, phần bên này, phần màu hồng, sẽ là cộng trừ 3x, 21. Một lần nữa ta chọn chúng, ta nhóm trừ 3 với 21 hoặc âm 21 vì chúng đều chia hết cho 3. Ta nhóm 28 với 4 vì chúng đều chia hết cho 4. Và bây giờ trong mỗi nhóm ta sẽ rút nhân tử một cách triệt để nhất. Cả hai đơn thức này đều chia hết cho 4x. Nên phần màu cam sẽ thành là 4x nhân x 4x bình phương chia cho 4x sẽ được x cộng 28x chia cho 4x được 7. Bây giờ hãy nhớ bạn rút hết mức có thể. Cả hai hạng tử đều chia hết cho 3 hoặc âm 3. Hãy đặt âm 3 ra ngoài. Và phần này sẽ thành là x cộng 7. Và giờ ta thấy có điều đặc biệt xuất hiện ở đây. Ta có x cộng 7 nhân 4x. x cộng 7 nhân 4x cộng với x cộng 7 nhân trừ 3. Vậy ta có thể đặt x cộng 7 ra ngoài. Đặt x cộng 7 ra ngoài thì cũng không hẳn là dễ thấy. Ta có lẽ không quen với việc đặt nhân tử chung là một nhị thức như vậy. Nhưng ta có thể xem đây là một nhóm A. Khi đó ta có 4xA trừ 3A. Ta có thể đặt nhân tử A ra ngoài. Và ta có thể viết cái này thành một dấu trừ. Thì ta xóa dấu cộng ngay đây thôi. Xóa dấu cộng ngay đây. Bởi vì nó chỉ là trừ 3 thôi. Đúng không? cộng cho trừ 3 cũng như là trừ cho 3. Vậy ta có thể làm gì ở đây? Ta có x cộng 7 nhân 4x, ta có x cộng 7 nhân trừ 3, hãy đặt nhân tử x cộng 7 ra ngoài. Ta được x cộng 7 nhân cho nhân cho 4x, 4x trừ cho 3, trừ cho 3, trừ cho số 3 ngay đây. Và ta đã phân tích đa thức thành tích của hai nhị thức. Ta đã phân tích thành nhân tử đa thức bậc 2 bằng phương pháp nhóm hạng tử và phân tích thành hai nhị thức. Hãy làm thêm một ví dụ khác nào, vì nó hơi rắc rối nhưng khi bạn đã quen rồi thì nó khá là thú vị. Ví dụ ta muốn phân tích thành nhân tử 6x bình phương cộng 7x cộng 1. Cũng giống như ví dụ trước, ta muốn tìm tích a nhân b bằng với 1 nhân 6, 1 nhân 6 tức là bằng 6 và tôi muốn tìm tổng a cộng b bằng 7 bài này tương đối khá dễ nhận ra ta có thể thấy khá rõ là số 1 và số 6 phải không 1 nhân 6 được 6 1 cộng 6 được 7 vậy ta có a bằng 1 mà thật ra cũng không cần phải gọi là a và b ở đây hai số ở đây sẽ là 1 và 6 giờ ta muốn tách cái này thành 1x và 6x nhưng phải nhóm hạng tử một cách khôn ngoan để sao cho chúng có nhân tử chung. Vậy ta sẽ có 6x bình phương ở đây, cộng với ta sẽ đặt 6x vì có số 6 và 6 có cùng nhân tử chung, và sau đó ta cộng 1x, đúng không? 6x cộng 1x được 7x, đó chính là điểm mấu chốt. Chúng ta phải cộng lại được 7, và cuối cùng ta có cộng 1 ở đó. Giờ trong mỗi nhóm, ta có thể đặt nhân tử ra hết mức ta muốn. Vậy trong nhóm đầu tiên hãy đặt 6x ra ngoài. Vậy nhóm đầu tiên ở đây ta có tách thành 6x nhân cho 6x bình chia cho 6x thì được x. 6x chia cho 6x thì được 1. Và sau đó nhóm thứ hai ta sẽ có dấu cộng ngay đây. Nhưng trong nhóm thứ hai này rõ ràng ta chỉ còn lại là nhóm x cộng 1 mà thôi. Hoặc ta có thể viết là 1 nhân cho x cộng 1 Ta có thể hình dung là ta đang rút 1 làm nhân tử chung. Giờ ta có 6x nhân x cộng 1 cộng 1 nhân chia x, x cộng 1. Vậy ta có thể rút nhân tử chung x cộng 1 ra. Nếu ta rút x cộng 1 ra, nó sẽ bằng x cộng 1 nhân với 6x cộng cho 1 ngay đó. Ta vừa thực hiện tính phân phối theo kiểu ngược lại. Hy vọng nó không quá khó. Và bây giờ ta sẽ giải thích tại sao phương pháp này lại hiệu quả. Hãy lấy một ví dụ. Ta sẽ thực hiện với các số hạng tổng quát. Giả sử ta có AX cộng B nhân CX. À, thực ra tôi e là nếu dùng A và B nữa thì tôi nghĩ sẽ làm cho bạn rối. Vì ta đã dùng A và B ở đây rồi, chúng không giống nhau. Vậy hãy dùng những cái khác đi. Giả sử ta có FX cộng G nhân HX cộng g thay cho y. Sau này bạn sẽ hiểu tại sao ta không muốn dùng y để ký hiệu cho một biến. Vậy cái này sẽ bằng với gì? Nó sẽ là fx nhân hx chính là fh x bình phương. Vậy sau đó ta có fx nhân cho g chính là f g x. Rồi ta sẽ có g nhân cho hx vậy là g h x và rồi g nhân g Vậy là cộng g hay nếu ta cộng hai hạng tử ở giữa ta sẽ có fh nhân x bình phương cộng với tổng của hai hạng tử này ta có fg cộng gh tất cả nhân cho x cộng với lại g vậy bây giờ ta có gì ở đây Hãy nhớ ở tất cả các bài toán mà ta đã làm mà nó có hệ số khác 1 hoặc khác âm 1 ở đây thì ta cần tìm hai số mà tổng bằng số này và tích của nó bằng số này nhân số này. Giờ ta có hai số hai số mà cộng lại để sử giả sử a thì bằng với fg a bằng với fg đó là a và b thì bằng gh vậy a cộng b sẽ bằng cụm hệ số của số hàng ở giữa a cộng b sẽ bằng hệ số của số hàng ở giữa và a nhân b sẽ là gì? a nhân b sẽ bằng với f g nhân g h nhân g h. Ta có thể sắp xếp lại các chữ cái vì ta đang nhân một nhóm các số lại với nhau. Vậy có thể viết lại là f nhân cho h nhân cho g nhân cho g. Chúng đều như nhau. Vậy f h nhân g g là gì? Nó sẽ bằng với f h tất cả nhân cho gj G. và nó bằng với hệ số đầu tiên nhân với phần hằng số. Vậy a cộng b sẽ bằng hệ số ở giữa và a nhân b sẽ bằng hệ số bậc cao nhất nhân cho phần hằng số. Đó là lý do vì sao phương pháp phân tích bằng cách nhóm hạng tử này lại có hiệu quả hay bằng cách nào mà ta suy luận ra được a và b là gì. Giờ ta hãy kết thúc với một bài hơi khác một chút nhưng vẫn đảm bảo rằng ta có một kiến thức vững vàng về phân tích thành nhân tử. Những gì ta sẽ làm là phân tích thành nhân tử một cách trọn vẹn hơn và đây chỉ là phần phụ thêm mà thôi. Tôi đã định thực hiện một video về dạng này nhưng tôi nghĩ lại ở một mức độ nào đó nó có lẽ là khá hiển nhiên đối với bạn. Giả sử ta có, giả sử ta có, hãy tìm một ví dụ thật hay nào. Giả sử ta có trừ x mũ 3 cộng 17x bình phương trừ cho 70 trừ cho 70 x lập tức ta sẽ thắc mắc đây đâu phải là đa thức bậc 2 ta không biết cách giải nó ta có x mũ 3 nhưng ta để ý có thấy là mỗi đơn thức ở đây đều chia được cho x vậy hãy rút x ra hoặc tốt hơn là rút trừ x ra vậy nếu ta đặt nhân tử trừ x ra ngoài trong hoặc sẽ còn lại là trừ x mũ 3 chia cho trừ x sẽ được x bình phương x bình phương 17 x bình phương chia cho trừ x sẽ được trừ 17 x. Trừ 70 x chia cho trừ x là cộng 70. X ở đây bị triệt tiêu. Và giờ ta có biểu thức trong ngoặc nhìn khá là quen thuộc. Ta có một đây biểu thức trong ngoặc ta có một đa thức bậc 2 dạng chuẩn mà trong đó hệ số bậc 2 bằng 1. Ta chỉ phải tìm hai số mà tích bằng 70 và tổng bằng trừ 17 và ngay lập tức ta nghĩ ngay trong đầu đó là trừ 10 và trừ 7. Trừ 10 và trừ 7. Ta lấy tích của chúng ta được 70. Tổng của chúng ta được trừ 17. Nên hai phần trong ngoặc sẽ là x trừ 10 nhân với x trừ 7. Và tất nhiên ta không quên được trừ x ở ngoài. Ý tưởng chung ở đây là xem xét xem có đối tượng nào mà ta có thể rút nhân tử chung hay không. Và nếu có ta sẽ đưa nó về dạng cũ mà ta đã biết được. Hy vọng các bạn sẽ thấy video này hữu ích. Nhắc lại điều tôi nói lúc đầu là một mẹo rất là hay giúp ta phân tích thành nhân tử các đa thức nhận hệ số khác một hoặc khác trừ một làm hệ số bậc cao nhất nhưng đến một lúc nào đó ta sẽ tìm được một cách dễ hơn để làm điều này đặc biệt là với công thức nghiệm bậc hai sẽ rất sớm thôi